Đó. Hôm nay trong cái video lần này, Taylor sẽ làm giới thiệu cho các bạn một cái món bánh kẹp. Cái món bánh kẹp này thì rất là nổi tiếng, ăn thì rất là ngon, rất là dễ ăn, làm thì cũng không có khó lắm các bạn. Thì cái món bánh kẹp hôm nay của Taylor là bánh kẹp lá dứa. Với lại mình có để mấy cọng dừa bên các bạn nào mới tới channel của Taylor. Taylor rất vui được làm quen với các bạn. Taylor mong rằng các bạn bấm cái subscribe ở dưới cái màn hình để subscribe vào channel của Taylor. Nếu mà các bạn thích cái món bánh kẹp ngày hôm nay thì các bạn vui lòng bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Thì cái nguyên liệu hôm nay của Taylor gồm có Taylor có 2 cup bột mì đa dụng các bạn, nửa cup bột nắng, 1 cup đường, 1 lon nước cốt dừa, cái này là dạng cream nha các bạn, là dạng đặc á, còn coconut milk là dạng lỏng, cái này mình mua cái đặc cho nó béo. Nửa cup nước lá dứa hay là đã xay sẵn đây các bạn. Thì mình dùng là nước lá dứa, mình không có biết cái màu nó ra đẹp hay không thì là sẽ có thể dùng thêm tí màu tinh dầu lá dứa để cho nó có thêm cái màu cho đẹp. Ở đây thì là có 1 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê bột nổi với lại 2 cái trứng các bạn. Để bắt đầu thì là sẽ trộn bột cho các bạn. Bây giờ thì là đã có bột mì trong đây, thì là sẽ bỏ bột năng vào trộn chung với bột mì. Rồi mình sẽ bỏ bột nổi. Nói chung là mấy cái nguyên liệu khô này nè các bạn, mình bỏ vô mình trộn đều hết. Rồi, cái này là bột muối, một là muỗng cà phê muối. Rồi, mình trộn cho nó đều và mình sẽ gạn cho nó mịn lại các bạn. Sau khi mình trộn bột cho nó đều các bạn, rồi mình bỏ qua cái gây này. Mình gây bột cho nó mịn, thiệt mịn để cái bánh của mình nó được mịn hơn các bạn, rồi nó nhìn đẹp hơn nữa. Ok, bột bây giờ mình chọn xong thì hai cái trứng này mình sẽ bỏ hai trứng ra. Sau khi bỏ ra trứng ra, mình sẽ bỏ 1 cup đường vào cái trứng này các bạn. Mình sẽ quậy lên cho nó đều. Rồi, những nguyên liệu ngày hôm nay thì là sẽ bỏ dưới cái khung hướng dẫn cho các bạn tham khảo nha các bạn. Sau khi đường với trứng nó tan rồi nè các bạn, nó tan sơ sơ nhưng nó chưa tan hết, thì là sẽ bỏ thêm 1 lon nước cốt dừa vào đây. Sau khi mình bỏ nước cốt dừa vào thì mình sẽ bỏ luôn nửa cup nước lá dứa nè các bạn. Ở dưới cái nước lá dứa này nó đóng lại cái tinh dầu lá dứa các bạn. Đây. Bây giờ mình có màu xanh sơ sơ rồi, nó chưa có màu xanh đủ, hay là phải bỏ thêm tinh dầu lá dứa để cho cái màu nó được tươi hơn đó các bạn. Rồi, lúc này thì mình sẽ bỏ bột từ từ vô các bạn.
mình sẽ quậy bột từ từ để em hơi nó đầy bị đóng cục, bị đóng ốc trâu á các bạn. Ok. Bây giờ hay là sẽ bỏ qua đây lọc lại để cho cái bột nó mịn hơn đó các bạn. Rồi bây giờ hay là đã lọc cái bột này rất là mịn rồi các bạn. Bây giờ mình để cho cái bột nghỉ khoảng chừng nửa tiếng các bạn. Rồi sau đó mình sẽ trở lại để nướng bánh. Rồi các bạn, bây giờ sau khi 30 phút sau thì bột của mình đã nở đủ. Bây giờ mình sẽ đem ra để nướng cho các bạn. Thì bây giờ Taylor cũng mở luôn cái máy làm bánh kẹp của Taylor. Thì khi nào mình nó đủ đúng độ á, thì nó sẽ bật lên cho mình cái đèn là nó báo hiệu cho mình là bánh cái lò để đủ nhiệt độ để nướng các bạn. Thì cái bột này thì cái này thì là có thêm cái dừa sợi nè các bạn. Cái này thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình. Nếu mà các bạn thích ăn nhiều thì các bạn bỏ vô nhiều. Cái này thì là khoảng có khoảng chừng một cup rưỡi, nhưng mà thì là sẽ bỏ vào một cup thôi. Để mình coi cây nhiều hay ít á. Rồi mình thấy thiếu thì mình bỏ vô thêm. Cái màu, các bạn thấy cái màu bột thấy rất là dễ đẹp luôn. Cái màu xanh xanh, cũng không có đậm lắm, nhưng mà nó cái màu lá dứa tươi á, cho nên nó nhìn rất dễ chịu lắm. Rồi thay là sẽ bỏ thêm một tí dừa sợi nữa. Cái bỏ cái dừa sợi này vô ăn á các bạn thì làm cái bánh của mình nó béo hơn, ăn nó hấp dẫn hơn. Còn nếu như mà cái bánh không á thì ăn cũng ngon, nhưng mà ăn nó không có ngon bằng có cái dừa sợi này. Đây là các bạn, cái máy của Taylor thì Taylor mua ở Costco. Cái máy này Taylor mua khoảng chừng 30 đồng, 30 đô á các bạn. Khi mà nó cái nút đèn nè các bạn, khi mà nếu mà khi nào nó chuẩn bị xong á thì nó bật cái đèn xanh lên là mình lúc đó mình nướng bánh được. Bây giờ nè các bạn, bây giờ nó nổi đèn xanh lên nè, bây giờ bắt đầu máy nóng rồi đó, giờ mình có thể đổ bánh được. Giờ lên khói luôn rồi, hay là sẽ đổ lần nữa cái cup giống gì đây, nếu mình đổ nhiều hơn nữa thì nó tràn ra. Wow, thơm quá. Đây nè các bạn, mình đổ ngay cánh giữa. Rồi mình cho nó qua một xíu rồi mình đậy lại các bạn. Đậy lại. Xong mình chở qua. Wow, khói lên thơm lắm các bạn. Thơm mùi lá dứa như là dừa. Nếu mà mình có cái máy mà làm đổ bánh kẹp giống như này các bạn, cái bánh kẹp rất là dễ làm. Mình không có cần đi ra ngoài chợ mua các bạn. Cái bánh kẹp này ngoài chợ thay là thấy thì 3 cái 5 đồng, 3 cái 5 đô. Làm ở nhà thì cũng không có bao nhiêu tiền á các bạn, mà rất là vui, ăn rất là ngon nữa. Rồi bắt đầu bây giờ cái bánh đã chín rồi, nó báo hiệu cho mình biết. Bây giờ mình lật qua. Rồi cái bánh đầu tiên thay là đổ hơi thiếu. Đây các bạn, thay là đổ thiếu vậy đó, nhìn nó mới ăn nó mới ngon các bạn. Đổ nhiều quá mình thấy cái bánh mình nó to lắm. Rồi bây giờ thay là sẽ đổ nguyên một cái, đổ hơn nhiều bột tí hơn
cái nải xíu để cho nó đầy luôn cho các bạn thấy nha. Cho các bạn xem nguyên cái bánh đầy luôn như thế nào. Mình sẽ cho thêm một tí bột nữa, hồi nãy hơi thiếu một tí. Rồi. Bây giờ mình sẽ đặt bánh qua. Cái khuôn bánh kẹp này á các bạn, nó làm theo cái kiểu Belgium á, là mà Bỉ á, cái nước Bỉ, cho nên cái bánh nó hơi to. Nếu mình đổ á, mình đổ ít ít bột giống vậy nè thì thấy cái bánh nó ăn ngon hơn. Mình đổ dày quá thì nguyên cái bánh nó to lắm. Rồi, cái thứ nhì ra lò. Cái này á các bạn, nếu mà các bạn thích giòn hơn thì các bạn để lâu hơn tí thì nó vàng hơn. Đó, thay là chỉ thích đổ giống như cũng cỡ cỡ đó thôi các bạn, nhưng mà đừng có đầy quá. Đầy quá nó chảy ra nó xấu, rồi còn thêm cái bánh nó nhìn to ăn ngán nữa. Wow, các bạn thấy không? Cái màu đều vàng đều hết luôn nè. Cái bánh rất là đẹp. Bây giờ mình tiếp tục đổ khi nào hết cái bột này nha các bạn. Rồi, cái thứ ba vô lò. Ok các bạn, bây giờ là cái cuối cùng của Taylor nướng. Tất cả là 8 cái bánh. Bánh này các bạn thấy cũng đâu có khó làm đâu các bạn ha. Rồi các bạn, tất cả là 8 cái bánh. Mình có 2 khắp bột mà làm ra 8 cái bánh. Ở nhà làm ăn thì rất là vui các bạn. Thì bánh này rất là cũng không có khó làm các bạn ha. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, trong khi mình ủ bột rồi luôn, trong vòng 1 tiếng đồng hồ mình đã có bánh mình ăn đây. Rất là ngon các bạn. Bánh làm ở nhà bột ngon, rất là tươi. Làm ở nhà thì nó tốt hơn các bạn. Với ăn ở nhà mình thấy vui hơn nữa. Gia đình mình cùng ngồi ăn chung rất là vui. Thì bây giờ Taylor sẽ ăn thử một cái rồi sẽ chia sẻ với các bạn như bánh của mình hôm nay làm như thế nào nha. Rồi bây giờ Taylor sẽ ăn thử một cái. Taylor sẽ bẻ ra cho các bạn thấy bên trong cái bánh nè. Cái bánh bên trong dẻo, mềm, có dừa sợi sợi. Đây. Rồi Taylor thì thích ăn cái gì cũng bẻ ra từng miếng nhỏ giống gì nè. Mình sẽ bẻ một góc ra mình ăn thử cho các bạn thấy. Ở trong cái bánh rất là dẻo các bạn. Cái độ ngọt thì rất là đậm đà, không có ngọt lắm, rất là dễ ăn, dẻo, mềm. Nếu mà các bạn thích giòn hơn á, thì các bạn để nướng bánh lâu một tí. Nhưng mà nếu mà nướng lâu á các bạn thì nó vàng, thì nó sẽ hơi đắng tại vì nó khét á các bạn. Thôi rồi, thích ăn mềm mềm giống gì đây. Rất là ngon. Các bạn thấy không? Ở bên trong rất là dẻo, cái bột rất là mịn. Rất là ngon ha. Cái bánh này cuối cùng cho nên cái thêm thấy ít hơi ít dừa chút xíu, nhưng mà
ăn cũng thật sự cũng rất là ngon các bạn. Bánh này rất là dễ ăn các bạn ơi. Cái này mình ngồi uống trà, coi tivi hay là giống như ăn chơi, ăn snack vậy đó các bạn. Rất là dễ ăn. Thì đây là sẽ để công thức cái bánh ngày hôm nay với lại tất cả những nguyên liệu để làm cái bánh này ở dưới khung hướng dẫn, các bạn sẽ tham khảo vào cái khung hướng dẫn để tham khảo nha. Thì bây giờ Taylor xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.